Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền hàng bãi thang máy Bắc Ninh. Hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng thì em chúc cả nhà mình có một cái tháng mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy những cái hy vọng. Và chúc các bác sức khỏe thật là tốt, chúc các bác và gia đình trong một tháng có một cái thu nhập thật là tốt nhé các bác. Thì hôm nay em có cái gì? Đầu tiên em lên cho các bác phíp này. Đó, hôm nay em về khá nhiều phíp đen nhé. Chỉ có một tấm duy nhất là phíp đỏ, còn tại toàn bộ phíp đen. Những cái tấm inox này các bác này. Đó, những tấm inox rất là to. Đó. Chỗ kia nữa, một hai tấm lỗ. Chỗ kia thì có một vài tấm meca cả. Đó, có hai tấm meca thôi. Cái dạng meca mà nó có đường kẻ rất là đẹp nhé các bác. Chỗ này thì hôm nay em về khá nhiều dây nhé các bác. Dây nhiều lắm, trong đó là có cả dây của Nhật, có cả dây của Hàn Quốc này, cái đống kia là dây Hàn Quốc nhé. Chỗ này là mấy thanh nam châm này, chỗ này còn mấy quả lô sót lại và hai cái bộ trượt kia, cơ cấu trượt kia hôm nay em tháo ra một bộ sau em view cho các bác. Đó, em tháo ra một bộ ốc nhà em vẫn để nguyên nó. Đó, chỗ này thì mấy cái có một cái bàn vít me đen này, mấy cái cơ cấu trượt nhỏ nhỏ này, giá rẻ này. Chỗ này thì có một con nhám băng này, đó, băng tải nhé. Cũng như lời hứa với các bác là hôm nay em lên thêm 3 mẫu cái tấm nhôm đen mẫu mới này, 4 mẫu nhá. Đó, thì em bày mẫu ra đây thôi. Nó có nhiều có ít thì em chưa biết, nhưng cứ bày tạm 7 mẫu ở đây. Còn ba cái mẫu này là ba mẫu cũ này. Và cái nhôm kia em lại về thêm này, cái nhôm mà 32 x 30 dày 1,5 cm đó. Chỗ này thì mình một ít nhôm nữa này. Đó. Ít ốc em vẫn còn này. Đó. Và chỗ này mấy cái bình này khá là nhiều bình nhé các bác. Và hôm nay em về hai cái trụ này này, đó, có hai cái thôi nha các bác. Đó, trụ bằng thép trắng rất là đẹp này. Đó, các bác có vẻ làm trụ máy này, rất là tinh tế. Trụ này thì cái con này thì vẫn còn nằm đây này, chưa đi này. Đó, và mấy cái bình SMC này, mấy cái bình bằng inox 304 SMC sản xuất tại Nhật luôn nhé các bác, rất là xịn sò. Đó, hàng thì nó là hàng cũ. Chỗ này thì em lên cho các bác một con xe này. Đó, một con xe đẩy 3 tầng nha các bác. Vẫn còn nguyên tem của công ty người ta dán này. Đó. Bánh bung rất là đẹp. Đó, 3 tầng nha các bác. 3 tầng rất là đẹp. Đó. Và một cái phễu này. Phễu này vẫn nằm đây. Đó là toàn bộ những cái hàng có trong video ngày hôm nay nhé các bác. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết từng mặt hàng một nhé các bác. Đầu tiên vào trong này. Vào trong này thì tận sâu trong này thì em có vài cái tấm nhôm em lên nốt cho các bác này. Vài tấm nhôm lỗ nhé các bác. Xem cái tấm nào có giá thì em đọc nhé. Tấm nào mà chưa có giá thì em sẽ bỏ qua. Đây. Cái này em có hai tấm này. Đó, cái loại nhỏ nhỏ này có hai tấm này. 210k cho hai tấm. Kích thước là 56 x 30 dày 2,5 ly này các bác này. Đó, em có hai tấm nhé các bác. Đó, cho các bác chụp ảnh đi. Xem kích cỡ xem nó có vừa với công việc nhà mình không. Đó, 210k cho hai tấm. Đó, tấm thứ hai này em có một còn một tấm duy nhất thôi, nó giá 150k này. Đó, rất là đẹp nha các bác. Cái này bằng nhôm nha các bác. Đấy, các bác vừa xem hình vừa nghe em nói sau lại cứ tưởng bằng thép, nhưng cái này nó bằng nhôm nha các bác. Cái này thì đang không có kích cỡ này, em bỏ lại nhé các bác. Rồi cái tấm này 280k một tấm, em có hai tấm này. Đó, kích thước nó để đây. Đó, và nó bị khuyết một tí chỗ này nhé các bác. Đó, cái này em có hai tấm này. Đó, bác nào mua cả thì em bớt bớt đi cho một chút này, có hai tấm. Đó, mua cả thì em tính nhậu 500.000 nhé các bác. Và cái tấm này. Tấm này còn một tấm duy nhất này giá 300k. Đó, kích thước là 84 x 63. Cũng dày 0,25. Đó, rất là đẹp. Đó. Quay sang tấm này thì em về, hôm nay em về được hai cái tấm meca nhé. Các bác nhìn kỹ là nó có cái vết kẻ này nhé. Nguyên bản cái này là nó là cái tấm chắn bề ngoài của một cái màn hình LED. Đó, của một cái tấm LED, tấm LED nền ở trong công ty đấy. Em không biết người ta dùng vào việc gì. Nhưng mà nó hoại ra rồi, phá ra rồi thì em lấy được hai tấm này, rất là đẹp. Đó, kích thước của nó là 95 x 75,5 này, nhân 0,8 này, giá 400k một tấm, không có hai tấm nhé các bác, khá là đẹp. Đó,
Nó gần như là cũng có chảy xước nhưng mà rất là ít nhé các bác. Đó, hai cái đầu này nó dính cái băng dính màu trắng này. Em cứ để ở đây nhá, sau về các bác bóc sau. Để đây thì nó để cho nó giảm thiểu va chạm. Đó. Nó có một mặt nó sẽ kẻ kẻ nhé các bác. Đó. Cái mặt kẻ này là mặt ở bên trong này. Đó, sờ thì thấy nó không thấy gì cả các bác. Đấy. Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy nó hơi kẻ kẻ nhé. Đó. Các nhìn thấy chưa? Rất là đẹp. Cái này các bác làm mặt bàn rất là đẹp nhé các bác. Giá 400k một tấm, em có hai tấm. Tiếp tục thì em vẫn còn ba cái tấm inox lưới này. Kích thước là 68 x 47 x 1,5 này, giá 220k một tấm. Nó sẽ có hai cái lỗ, một cái lỗ ở đây nhá, một cái lỗ ở dưới kia. Đó, cái lỗ này thì nó đang dính cái băng keo này, em bóc nó ra cho các bác xem. Nó bóc đi thì nó đẹp như lỗ trên này nhá. Đó. Nó dính cái giấy dán từ công ty người ta sản xuất. Cái thành này nó dày 1,5 cm này. Người ta uốn lên nhé các bác. Chứ không phải là nó dày 1,5 cm. Đó. Lỗ kiểu này rất là đẹp nhé các bác. Các bác dùng về làm che máy này. Hoặc là các bác làm những cái sàn, những cái giá mà để úp bát đũa nó róc nước rất là thay nhé các bác. Đó. Khổ nó lớn nhé. 220k một tấm, không có 3 tấm. Sang bên này thì có vài tấm nhôm này các bác. Cái tấm 600k này mãi chả đi. Đó. Bán kiểu hòa mới lỗ vốn rồi mà vẫn chưa đi. Tấm này không vào việc cái sao các bác. Đó. Tấm này này. 1.250.000 này các bác. Đó. Rất là đẹp. Tấm này thì khá là đẹp nha các bác. Và cái tấm này giá 1.650.000 này. Cái tấm này nhôm này thì được sơn rồi nhé các bác. Sơn cả hai mặt rồi. Kích thước là 78 x 6,5 x 65 này. Dày 1,25 nhá, giá 1.650.000. Nó có một cái lỗ ở đây kích cỡ là 2 x 4,5 nhé các bác. Lỗ này nhân 2 x 4,5. Nó có một lỗ duy nhất thế thôi. Hai mặt đều sơn như nhau. Đó, cho các bác xem này. Đó, hai mặt đều sơn rồi nhé các bác. Một mình em quay cái góc nó hơi khó nhìn. Và cái tấm nhôm này giá 700k này các bác này. Kích thước là 121,7 cm này. Đó, rộng là 84,5, dày 2,7 ly. Giá 700k. Đó. Tình trạng là đây các bác, khu vực dưới này thì nó ít lỗ hơn, nhưng cái khu vực giữa giữa này nó khá là nhiều lỗ này. Đó, vuông vuông đét luôn nhé, em còn hai tấm. Tấm trong này thì ít lỗ hơn nhé các bác. Đấy, quay xa xa một chút cho các bác nhỏ. Nó có một ít lỗ khu vực này. Giá tấm này là 700k nha các bác. Quay sang bên này. Thì em có mấy cái tấm inox này các bác này. Đó. Cái tấm đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho bác. Các bác đợi chút để em khênh sang bên này nhé các bác. Nó nặng lắm, để em khênh sang bên này đã. Đó, em khênh sang bên này, một mình em khênh quá là vất nhé các bác. Cái tấm này nó dài 153,5 này, rộng là 57 này, à rộng 75 này các bác này, dày 5 ly nha các bác, giá em bán là 2.900.000. Thì một mặt nó phẳng tít như bên này nhé các bác, một mặt phẳng tít bên này, và mặt dưới thì nó có một vài cái quai sách, em không biết nó là cái nắp gì, em nghĩ nó là cái nắp gì ạ, nó có vài ba cái quai sách nhé, có cái thì nó có ba, cái thì nó có hai, có cái thì nó có còn một thôi. Nguyên bản của nó là người ta thiết kế có bốn cái quai sách này, bốn cái quai sách ở bốn góc, nhưng mà nó bị bung mất rồi, có cái thì còn ba, có cái thì còn hai nhé các bác. Thì em sẽ giao ngẫu nhiên cái quai sách này thì nó cũng mất rồi, các bác về không dùng đến thì trà nó đi nhé. Người ta hàn nó cũng đơn giản thôi, chấm đây cái về các bác lách cái máy cắt cái trà trà đây cái này nó bung ra thôi, rất là dễ. Đó, cái tấm này em bán ra 2.900.000 này. Các bác xem lại kích thước một lần nữa này. Cái này các bác làm mặt bàn này, đặc biệt là các bác bán thực phẩm, các bác bán thịt ở ngoài chợ, cái này thì quá là đỉnh luôn nhá các bác. Không biết bao giờ hỏng. Đó, cái này thì em có khá là nhiều, số lượng khá là nhiều. Hôm qua em bán được mấy tấm rồi. Thì có bác cái mua về để bác cái làm cái mặt này. Mặt bếp. Đúng không? Bác bảo bác mua về bác làm cái mặt bếp nhé.
bếp ở trong nhà xưởng cho công nhân nấu nướng ấy, rất là xịn nhé các bác. Đó, thì các bác nghĩ là cái mặt này, mặt bếp thì nó hơi to, nhưng mà đối với nhà xưởng thì nó không to đâu nhé các bác. Chẳng hạn có 1-20 công nhân người ta nấu cái, phải cái mặt bàn này kích thước này nó mới vừa vặn thoải mái nhé các bác. Cái tấm này kích thước là 155 mà nhân 75 này, nhân 0,5 này, tấm này thì nó cao hơn 2 phân, nhưng mà giá nó đắt hơn 50.000 nha các bác. Tấm này là 2.950.000. Về cái cấu trúc thì nó cũng giống cái tấm bên kia thôi, thì một mặt phẳng phẳng tít và một mặt có quai. Đó, có bao nhiêu quai thì em không nhớ, nhưng mà có cái thì có khi vẫn còn đủ 4, có cái thì còn 3, có cái còn 2 nha các bác. Nó bị rụng rồi, như cái này nó bị rụng mất một cái bên này rồi. Đó, bên kia vẫn còn rồi, dưới kia vẫn còn. Và đây vẫn còn này. Đó. Đó. Nhắc lại các bác nhé, tấm này giá 1.900.000 này, tấm này là giá 1.900.000, 2.900.000 này, tấm này là giá 2.950.000 inox 304 xịn luôn. Đó, tại vì em mua bão bãi người ta bao cho em là 304, người ta có thuốc người ta thử cho em rồi, thì em cũng bao cho các bác là 304 nhé các bác. Đó, cái này là 145 này, nhân 50 này, nhân 3, nhân 0,2 nhé, giá 1.150.000. Đó, em đọc nhé, dài 145 này, rộng 50 này, và cái thành này là cao 3 phân này, và inox này là dày 2 ly. Đó, giá 1.150.000. Đó, cái này là cao 3 phân này các bác. Cái này các bác cũng làm mặt bàn được nhé các bác, rất là xịn. Lý do là bên trong này người ta đã chỉ một cái khung như này này, ốp vào đây rồi, nó rất là khỏe. Đó, các bác cứ chất vào đây 1-2 tạ không vấn đề gì đâu, quá khỏe luôn nha các bác. Bốn vòng quanh người ta uốn hình chữ U rồi, nó rất là chắc chắn. Đó. Tấm này em bán 1.150.000 mà. 1.150.000. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu hôm nay em về được một ít phíp đen nha các bác. Thì cái tấm đầu tiên là cái tấm này. Có một tấm duy nhất này, kích cỡ là 54 x 36 x 1, đấy, giá 150.000. Tình trạng là có chảy xước các bà mẹ mặt nha các bác. Chảy xước khá là nhiều đó. Đó. Tấm thứ hai này, em cũng có một tấm duy nhất này. Kích thước là 69 này, nhân 47.5 x 1, giá 280.000. Đó, tấm này thì chảy xước ít hơn một chút, nhưng mà trên bề mặt này cũng có lỗ này các bác này. Đó. Tấm này mặt dưới này chảy xước nhiều hơn nhá. Mặt trên này chảy xước ít hơn này. Đó, giá 280.000 tấm này. Em có một tấm thôi. Cái tấm này thì em có nhiều này, có 3 tấm này. Kích thước là 78 x 3 x 1 này, giá 350.000. Cái này em có 3 tấm nha các bác. Đó. Đó. Cũng bị chảy xước, không tránh được đâu, hàng bãi, hàng cũ mà. Đó, cái này thì giá là 350.000 một tấm này, em có 3 tấm. Và cái tấm này giá 550.000 này, kích thước là 110 x 70 x 1 nhá các bác. Đó, 550.000. Nó là tình trạng là nó một số chỗ là nó bị bẻ nứt ra, à, nó bị kiểu bị bung ra như này nha các bác. Có vài ba chỗ, đây hai chỗ này, dưới kia một chỗ nữa là có ba chỗ. Đó, còn mặt bên kia thì là phẳng. Đó, mặt bên này thì phẳng tuyệt đối nhá. Lý do là công nhân người ta tháo ốc này, người ta tháo nó gần được ấy, nhưng mà người ta lại bẩy nhá các bác. Bẩy nó bung ra này. Đấy. Nó bung ra nha các bác. Phíp này như là phíp giấy ấy, có. Phíp này em đoán là phíp giấy nhá các bác. Đây là phíp nhựa. Đây các bác nhìn này. Đó. Giá em bán là 550.000, em có một tấm duy nhất thôi. Đó. Một mặt là nó một vài vết bung này, cái mặt kia thì phẳng đét. Tiếp theo cho các bác xem cái tấm này. Tấm này em bán 120.000 này, kích thước là 59 x 47 x dày 5 ly nha các bác. Nó tình trạng là bẻ một góc của tí chỗ này. Và cái góc này bị cắt như này. Đó. Phíp nâu nha các bác. Đấy. Giá tấm này là 120.000 này. Đó, các bác làm miếng lót tủ điện là quá chuẩn luôn, đúng bài luôn nha các bác. Đó. Tấm này 450.000 này, kích thước là 85 x 75 x 1 này. Đó, tình trạng thì là nó gần như không có một lỗ nào luôn. Nó chỉ có một hàng lỗ chạy đây, 4 lỗ này. Dưới kia 4 lỗ nữa này, là 8 lỗ. Đấy là hết, không có cái lỗ nào nữa.
bốn lỗ này. Cái lỗ này mặt này khá là to nha, người ta bắt ốc chìm. Đó, mặt này thì lỗ nó bé hơn. Đó, nó chỉ có bốn lỗ thế, tám lỗ thế thôi. Đó. Quay sang bên này thì cái này em có 1 2 3 4 5 tấm này. Trong đó một cái tấm này nó bị vỡ này. Đó, tấm này bị vỡ nhá, có một tấm bị vỡ. Kích thước của tấm này là 100 x 70 x 1 này, giá 500k. Đó, tình trạng là bề mặt của nó đây. Xước và lỗ. Đây lỗ, đây lỗ đây nhá các bác. Đấy, lỗ này em cho các bác xem lỗ. Đó. Tấm trong này nó cũng thế nhá các bác, xước và lỗ. Đó. Không tránh được đâu các bác. Kíp hàng bãi mà người ta quăng quật ghê lắm. Đó, nó vỡ khá là nhiều nhá. Mà em nhặt chẳng may nó vẫn bị sót một tấm vỡ này lẫn vào. Giá là 500k một tấm này. Đó. Quay sang bên này thì em vẫn còn những cái miếng nam châm siêu cường đấy nhá các bác. Cái tấm này em còn độ vài miếng nữa là hết này. À, kích thước của nó là 54 x 7,5, là giá là 550k nhá các bác. Rất là dày nhá, cái loại này nó hút thì khủng khiếp nhá các bác. Đó, rất là dày. 550k. 54 x 7,5 này. Đó, nặng lắm, cái tấm này nặng. Tấm tiếp theo là cái tấm này. Đó, kích thước là 77 x 6 này, giá 600k. Đó. Cái này em còn một tấm duy nhất thôi. Đó, dài về 7 cm, bản 6 phân. 600k cho tấm này. Đó. Tiếp tục nha các bác. Thì quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác ít dây nhé. Hôm nay em về là khá là nhiều dây này. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng mã một nha các bác. Đó, để em đầu tiên em giới thiệu cái cặp này nhé. Cái cặp này kích thước này, các bác nhìn này, 88 này, nó dài 88 cm. Dây này là dây 1,5 này. Đấy, bản dây thì cao 1,3 cm này, giá em bán là 550k. Một cặp này nó sơn, chứ không phải sơn màu đen mà lại sơn cái màu nâu nâu như các bác, rất là đẹp. Đấy. Cặp dây này là dây của THK này các bác này. Đấy, Samwit THK nha, mã của nó là HSH115 này. Đó, một cặp sẽ bao gồm 2 thanh dây và 8 con bọ nha các bác. Đấy, 8 con bọ. Hàng thì siêu đẹp nha các bác. Đấy, hàng siêu đẹp này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Hàng này siêu đẹp luôn. Cái này em có một cặp duy nhất thôi. Đó, 2 thanh dây và 8 con bọ này. Giá cặp này em bán là 550k nhé. Em có một cặp duy nhất. Đó, rất là đẹp nha các bác. Đấy, cặp thứ hai này. Cặp thứ hai này, cái cặp này em cũng có một cặp duy nhất này. Đó, dài 106 này. Cũng dây 1,5 này. Bản dây cao 1,3 cm nhé. Cũng siêu đẹp luôn. Cũng là hàng của THK này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Hàng THK luôn nhé. Đó. Make in Japan, dập ở đây này. Đó. Để em quay đi cho các bác nhìn nhé. Quay này các bác sẽ nhìn thấy make in Japan này. Đó, make in Japan. Cặp dây này cũng khá là đẹp. Đó. Cũng dạng siêu đẹp luôn. Các bác nhìn thấy chưa? Đen chuỗi, đen xì luôn. Đó, giá cặp này là 450k này. Đó, em cũng có một cặp duy nhất này. Đó. Cặp thứ ba. Cặp thứ ba này thì em có hai cặp liền nhé. Em để gần nhau đây, hai cặp luôn này. Đó. Cặp này là giá 650k nhé các bác. Đấy, dây này là dây dài 94 cm, bản dây 20. Bản dây cao 1,6 cm. Đấy, dây trắng này. Cũng hàng của THK luôn nhé các bác. Samwit THK đây. Đó, Samwit THK đây nhé. Có chữ Samwit đây này. Đó. Bác nhìn thấy chữ Samwit đây chưa? Đó, dây này thì cũng là của THK này. THK SSR20 này. Đó, bác nhìn thấy chưa? Đó, một cặp này thì chỉ có 2 thanh dây và 4 con bọ thôi. Nó dài 94 cm. Giá cặp này em bán là 650k nhé các bác. 650k, em có hai cặp. Hai cặp liền, giống nhau y đúc này. Đó.
Cặp tiếp theo, cặp thứ tư này. Đó. Em muốn giới thiệu đến cho bác là cái cặp này. Dài 126 cm, bản dây 20, dây cao 1,7 cm, giá cặp này em bán 1,1 triệu này. Cũng dây đen chuỗi nhá. Cái này là cũng của Samwit TSK nhá các bác. Đấy, TSK này. Đó. Cặp này thì là nó bao gồm hai thanh dây và 6 con bọ nhá các bác, nó tận 6 bọ lận. Mã của nó là HSR20 đấy. Cũng của TSK nhá, cặp này bán giá 1,1 triệu này. Đó. Và cái cặp cuối cùng này. Cặp cuối cùng này em về được 8 cặp cơ nhá các bác. Tận 8 cặp nhưng em bày ra đây 1 2 3 4 5 cặp thôi. Nhưng mà thực tế là em có tận 8 cặp nhá các bác. Đấy, thì nó giống nhau y đúc này. Đó, bác nhìn thấy chưa? Đó. Giống nhau y đúc hết. Đó, độ đẹp thì nó cũng tương đương nhau. Các bác lấy cặp nào cũng được. Thì bây giờ em view cho các bác một cặp nhé. Đấy. Cái dây này nó dài 154 này. Đó, dài 154 cm này. Bản dây là bản dây 20. Thân dây cao 1,6 cm. Đó, dây màu trắng rất là đẹp. Đó, một cặp sẽ bao gồm hai thanh dây và 8 con bọ nhé. Dây này là dây của Hàn Quốc nha các bác. Nó đến cái thương hiệu Wood này. Này các bác nhìn thấy chưa? Made in Korea này. Đó, Made in Korea Wood. Mã của nó là H20R này. Đây có chữ H20R đây nhá. Dây này là của Hàn Quốc, Made in Korea này. Đó. Một cặp sẽ bao gồm hai thanh dây và 8 con bọ. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con bọ nhá. Mú bơm mỡ ở đây rất là to này. Đó, những cái con này nó vẫn còn nguyên mỡ này. Đó, đây cái này em chỉ về em chỉ lau qua cái mỡ bẩn thôi nhá các bác. Còn lại là hàng nguyên zin, không phải làm cái gì cả. Nó rất là đẹp. Đó, một cặp này sẽ là 1,2 triệu này, cho các bác xem lại một lần nữa này. 154 x 20 x 1,65 này. Đó. Giá 1,2 triệu. Cái này em có 8 cặp thì em mới bày ra đây có 5 cặp thôi. Tổng cộng em có 8 cặp này nhá các bác, rất là nhiều. Quay sang bên này. Thì em giới thiệu cho bác mấy quả lô này. Đây, cái quả này thì hôm nọ có 3 quả, có bác mua 2 còn mỗi một quả duy nhất này. Đó, lô 55 nhân 55,3 nhân phi 38 này. Đó, trục cốt này là phi 12. Giá 150k một cả bằng inox nhá các bác. Đó. Quả thứ hai là em có quả này. Đó, phi 40 nhân phi dài 40 phi 45 này, cốt 12. Đó, quả này 100k. Quả này thì 150k. Đó, cũng 40 phi 45 cũng quả này thì cốt to hơn, cốt 15 nhá. Hôm nay bác nào lấy cả hai quả này đi. Lấy cả hai quả này thì nó bằng nhau như này nhá các bác. Lấy cả hai quả này thì em tính 200k luôn. Đó, tại vì còn một quả nữa thì cũng chả để làm gì để cho tạo điều kiện cho các bác làm này. Tại vì cái quả này ấy nó đắt hơn, lý do là nó nặng cân hơn nhá. Và hai cái quả này nó lô nó quay độc lập này. Nó là lô liền, các bác về thích tháo rời ra thì tháo. Không có thì các bác nhỏ cho tí keo ở đây là hai quả nó dính vào nhau là coi như một. Đó. Tiếp theo thì em có mấy cái bình này. 600k một cái này. Đó. Cái này thì hôm qua em cũng view rồi, nhưng hôm qua cái hàng nó đẹp hơn nhá. 600k một cái bình này. Hôm nay không view lại nữa. Quay sang bên này thì em view cho các bác cái món này. Đây. Cũng như đầu video em nói với các bác là em tháo ra nhé. Cái giá thì em vẫn để đây. Đó, em tháo. Em có hai bộ rồi. Đó, hai bộ, một bộ để nguyên như này. Đó, em tháo hết ốc ra rồi này. Và một bộ là em tháo ra là nó như này các bác này. Đấy. Đấy, tháo ra thì hành trình nó dài hơn nhé các bác. Đó, nó trượt bằng cái trượt này này, rất là ngon này, các bác nhìn cái trượt này. Đó. Bây giờ đây là nó một cái con giảm chấn, cái con giảm chấn người ta lắp nó lại lắp thế này nhá. Về các bác mà thích đổi chiều lại thì đổi chiều lại đằng này cho nó giảm chấn thì cũng được nhá. Đó. Đấy, đổi chiều cái cục giảm chấn này đi cho nó quay sang bên này. Trượt này thì rất là ngon nhá các bác. Em chưa thấy cái loại trượt nào nó ngon như này. Đấy. Em đọc lắc đi lắc lại nó tự trôi nhé các bác. Trượt này rất là ngon, im đét luôn. Bây giờ các bác để lấy thước để em đo nhé. Em đo em tính hành trình cho các bác.
Cái con này thì bình thường của nó là bây giờ em để gọn như này, hai cái chập một này thì là nó là 25 cm này, chiều này là 16 này, độ dày này, độ dày là 4,5 này. Đó, hành trình của nó đây nhá các bác. Đấy, có nhìn thấy chưa? Hành trình nó khá là dài. Ở bên kia đại ơi, hôm nay là đóng hàng ở bên kia, em mang sang bên kia giúp anh. Đó, đây nhá các bác, đây nhá, hành trình em để từ đây nhá, này nó thẳng cái vạch này nhá. Ở đây em để cái này cho em đo này. Đó, đấy nó cọc vào đây rồi nhá, bây giờ em kéo ra đo hành trình này. Đó, kéo kịch ra thì hành trình nó được khá là dài nhá, nó được 9,5 cm này. Đó, hành trình nó được 9,5 nhá các bác. 10 này, chưa được 10, gần gần 10, gọi là 9,5, hơn một chút. Các bác đổi cái giảm chấn này đi. Đó. Thì cái này em tháo rời ra thế này thì em bán 500k một bộ nhá. 500k một bộ như này, rất là xịn. Đó. Các bác có vào được gì không? Rất là ngon nhá các bác. Cái này. Đó. 500k một bộ. Đó. Kích thước hành trình em đo hết rồi. Đây em tháo ra này. Nếu mà các bác lấy cả nguyên bộ như này là 600k này, em tháo rời ra như này thì em bớt lại cái nhôm này. Em bán 500k nhé các bác, bớt lại những cái nhôm này thì em bán 500k. Đấy, 500k bộ này, và mua các bác lấy cả bộ như này thì là 600k này. Đấy, bác nào mà lấy cả thì em lại em không lắp lại nữa mà em gửi cả ốc luôn cho các bác này. Về các bác tự lắp lại cũng được nhé. Nên như này nó dễ đóng hàng hơn này, như này đóng cồng kềnh hơn. Đó, ốc thì em cũng để tạm đây. Đó. Bây giờ quay sang bên này. Quay sang bên này thì cái này thì em chỉ lướt qua thôi nhé các bác. Em vẫn còn cái bộ bánh xe y tế này, giá 500k này. Một cái trượt này giá 200k, một cái trượt này 120k. Cái trượt này 180k. Đó, hàng này thì em bán nhiều rồi. Bác nào cần view lại thì cứ gọi trực tiếp em view lại cho. Cái cuộn cáp này em bán 380k này. Đó. Cuộn cáp này nhá các bác, dài 9 nó 9,5 kg, nó dài khoảng độ từ 27 cho đến 30 mét nhé các bác, từ 27 cho đến 29 mét. Tại vì đợt trước em cuộn một cuộn 10 cân là nó dài 30 đến 31 mét, thì cuộn này chắc nó được 28 đến 29 mét này. Em không nhớ chính xác được nhưng mà nó dài khoảng 28 29 mét. Đó, cáp của nó đây nhá các bác. Đó, cuộn này em bán 380k. Đó, 380k cuộn này. Quay sang bên này thì có mấy cái khung nhôm này rất là đẹp này các bác này. Kích thước là 30 x 18 x 1,5 nhé. Chiều dài này là 30 này, chiều này là 18 này, dày 1,5 cm này, giá 120k một cái nhé. Đó, thì em đo cái lỗ trong này của cho các bác này, lỗ trong này là 10,5 này, nhân 12, đó, thì cái bản này nó dày 3 phân, chỗ nào nó cũng dày 3 phân, chạy vòng quanh dày 3 phân hết. Đó, 120k một khung rồi, em có 3 cái nhé các bác, đó, có 3 cái, đó, một con trà nhắm băng này, này không view này, bác nào cần thì em view cho nó nhanh. Bộ này này, bộ bàn vít me đen này, em gọi là bàn vít me đen này, giá 1,4 triệu nhé. Bác nào chuyển khoản em bao ship cho, hàng cực ngon. Em sẽ đọc kích thước thông số nhé thì cho khỏi view. Đó, nó dài 70,5 cm này, bề rộng là 22 này. Đấy, đấy là kích thước bao ngoài nhé. Hành trình này là được 38 cm này. Vít me này là vít me 20 bước 4 này. Trục trượt này là trục trượt phi 16 nhé các bác. Quay thì rất là nhẹ nhàng, hai cái tay quay như này các bác, đó, quay nhẹ lắm nhé. Đó, em kẹp kẹp như này em còn quay được nhé, siêu nhẹ luôn. Cái này em có số lượng, đó, mặt lưng của nó thì nó có cái thước dán ở đây rồi, đó, mặt lưng có cái thước dán ở đây, mặt sườn nhé, con bọ này này, đó, em bật đèn flash lên cho các bác nhìn nó kỹ kỹ một chút. Đó, cái con bọ này nó dài 10 cm, con bên này cũng thế này, này nó lấp, các bác nhìn đấy, nhìn thấy con này, có vú bùm mỡ ở đây. Đó, rất là đẹp. Cái này bằng bằng nhôm nha các bác, toàn bộ full nhôm hết.
nó bằng nhôm sơn anốt màu đen, thì nó chỉ có cái trục trượt này là một này, hai là cái vít me này là hai là bằng thép này, ba là cái tay quay này và cái ham cái tay quay này là bằng nhựa với thép lẫn lộn. Đó, chỉ có ba thứ đó là bằng bằng thép, à không không phải nhôm, thì còn toàn bộ full nhôm hết. Đó, từ cái con bọ này của nó này, con bọ này của nó cũng bằng nhôm, chỉ có cái bi của nó bên trong là bằng 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 thép thôi. Đó, quay vào trong này em có hai cái trụ này này, đây thì có hai cái trụ này nhé, giá là 150k một cái, cái trụ bằng nhôm này rất là đẹp nhé. Em đo kích thước mặt này của nó là 9 nhân với 6 này, nhôm này là 3 nhân 6 nhé, là 3 nhân 6 này, đế dưới này là 17 nhân 4 này, và nó cao tổng thể là 16,5 cm này. Đó, em bán 150k một cái, em có hai cái này. Đó, chỗ này thì em có ít ốc mà, à ít, ừ đúng rồi, ít ốc này, ít ốc này em bán 30k, 100k 3 cân nhé các bác. Ít ốc này là 100k 3 cân, hàng mới cứng chưa qua sử dụng nhé các bác. Đó, cái này thì nó hơi kén khách một chút, các bác là cứ thích mua ốc lộn xộn về làm được nhiều việc, nhưng mà cũng có lúc nó có. Đó, dài 33,8 mm, tức là 3/8 đó. Phi này là phi ốc này là ốc M6 nhé các bác. Ốc M6 em kẹp mày được 5,6 thì của nó là M6 đó. Đó, đấy là ốc nhé các bác. 100k 3 cân, em có mấy cân thôi là hết rồi. Em có một ít nhôm này, nhôm 4x4 này, dài 1m52 này, giá là 220k một thanh. Em có 4 thanh. Đó, và cái nhôm 4x4 dài 1m68 này, giá 260k một thanh, em cũng có hai thanh nhé các bác. Cái này có hai thanh thôi, cái đằng này là có hai thanh rồi này. Đó, cái đằng này thì có 4 thanh nhé các bác. Đấy, đằng này có 4 thanh. Quay sang bên này thì em có cái ít ốc inox này, ốc inox gen hai đầu nhé các bác. Đấy, cả hai đầu đều xoáy được này. Đấy, bên trong thì long đen long điếc đầy đủ nhé, toàn bộ là inox 304 hết. Cái này là dài 16 cm này, gen 20 này. Đó, và em có cái loại này, cái loại này là cũng là ốc hai đầu kiểu thế nhé các bác, ốc hai đầu kiểu thế này. Đó, dài 22 cm, cũng gen 20, thì em bán 65k một cân nhé các bác, bán đồng giá là 65k một cân, bán ký luôn. Đó, bác nào lấy loại nào thì lấy. Thì quay sang bên này thì những cái tấm nhôm này, những cái tấm nhôm này em còn khá nhiều nhá các bác, em chỉ quên em bày ra đây có một tấm thôi. Đó, giá em bán là 200k này. Cái tấm nhôm này nó rất là đẹp nhá các bác. Đấy, nó được bo hết mép này, cái cạnh này thì nó vuông rồi nhưng người ta cũng vét cạnh rồi. Đó, những cạnh này bo tròn hết rồi, rất là đẹp. Đó, các bác về cái này rất nhiều bác mua của em về làm thớt nhôm. Đấy, nó có cái lỗ này rất là tiện, không phải chế chó gì vì treo. Cái thứ hai nữa, cái nhôm này nó là nhôm 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 trần nhé, em gọi là nhôm trần, có nghĩa là người ta chưa anốt. Đó, cái nhôm anốt rồi thì một là nó màu này, hai là nó màu kia kìa. Đó, sau tí nữa sang cái tấm game cho các bác xem. Đó, sau tí nữa em cầm cái tấm này ra so sánh luôn một thể nhé. Em vẫn còn những cái tấm inox này, cái này em còn 3 tấm này, còn 3 tấm thì cái tấm trên mẫu là xấu nhất này, còn hai tấm dưới khá là đẹp nhé các bác. Đấy, có nhìn thấy chưa, nó trắng mút như này tại vì nó còn dây bóng, nó chưa bị xước á. Cái tấm này thì nó mất dây bóng rồi, em view mãi thì nó hết này, nó cũng mất dây bóng rồi. Kích thước là 35x35, dày 2 ly này, giá là em bán 190k, 190k cái tấm inox này nhá. Đó, thì đây, bê sang bên này, em để đây đã nhá. Quay sang bên này thì em vẫn giới thiệu đi cho các bác mấy cái miếng in nhôm lỗ này. Đó, cũng như lần trước em hứa với các bác là hôm nay em sẽ bày mẫu mới này, hôm nay em bày thêm 4 mẫu mới này nha các bác. Khả năng cái mẫu này thì sau em sẽ lại cất đi. Đó, tấm đầu tiên này, kích thước là nó toàn bộ nó là kích thước 34x21,5, dày 8 ly hết nha các bác. Đó, toàn bộ kích thước là nó giống nhau y đúc hết, là 34x321,5 này, dày 8 ly. Đấy, thì nó chỉ khác nhau về cái cấu trúc lỗ này thôi này. Cái tấm này em bán là 100k. Đó, 100k. Đó,
lỗ này thì em bán 110k này, nó lỗ nó càng nhỏ thì em bán càng đắt hơn nhé, do nó nặng cân. Đó, tại vì em bán nó cũng cân cân theo cân mà. Đó, tấm này thì là 130k này. Đó, vẫn kích thước đó nhé các bác. Đấy. Đấy, đây là ba mẫu cũ này, bây giờ chuyển sang các bác. Em có bốn mẫu mới này. Đây là mẫu mới này, đây, em mới bày ra. Cái này em có khá nhiều, nó khoảng độ có độ 20-30 mẫu. Đó, cái mẫu như này cái lỗ nó rất là kỳ lạ nhé. Hai lỗ này lệch lệch nhau, vẫn là kích thước đó 34 x 21,5, dày 0,8 này. Đó, tấm này thì là 110k này, tấm này cũng 110k này các bác này. Đó, lỗ rất là hay, lỗ rất là kỳ lạ, cũng 110k đó. Và cái tấm lỗ này thì là 120k này các bác này. Đó, lỗ rất là đều nhá các bác, 120k đó. Và cái tấm này đấy, tấm này thì lỗ nó thưa thưa này, thì 130k đó, nó càng ít lỗ thì nó càng đắt, 130k cho tấm này. Đó, để đây cho có chụp hình. Đó, em có hôm nay em bày ra bốn mẫu nữa. Đó, đây là quay trở lại đây giới thiệu cho bác, các bác nhìn nhìn nhìn, nhìn cho em hai cái tấm nhôm này nhé, các bác nhìn sẽ thấy nó khác nhé. Cái tấm nhôm này đã được anốt rồi, cái tấm này là tấm nhôm trần này, như ban đầu em giới thiệu này. Đó, nhôm mềm nhôm trần nhé, nó đã đẹp như này rồi, chưa anốt tí nào. Đó. Đấy, còn cái tấm này. Đấy, hôm nay em lại về thêm này, em bày ra đây hôm nay về thêm được khoảng độ gần chục tấm loại này nữa nhé. Kích thước là 30 x 32, dày 1,5 cm, giá là 390k một tấm này. Một tấm nhôm này nó gần như không có một lỗ nào. Đấy, nhìn thấy chưa? Đẹp đẹp dã man luôn nhé các bác. Ở sườn này thì nó có một vài lỗ này. Để cho các bác xem này, ở sườn này nó có 3 lỗ. Sườn bên này cũng có 3 lỗ nữa. Đó. Nó. Cái tấm này thì bề mặt không có cái lỗ nào. Nhưng mà cái tấm dưới này thì em thấy lại có một lỗ này, có 3 lỗ này. Cũng một mặt không có lỗ nào. Và mặt này thì có 3 lỗ. Kích thước thì nó giống nhau y xì. Đó. Thì các bác lấy tấm nào cũng được nhé các bác. Giá bán là 390k một tấm này. Những cái tấm inox tròn kia kìa, giá 60k một tấm này. Đó, còn cái tấm nhôm mâm mâm to các bác về chế mâm xoay kia vẫn nằm đây chưa đi này các bác này. Đó. Dạo này kinh tế khó khăn, đâm ra các bác chế cháo ít, đâm ra những cái đồ chế mâm xoay này, đồ các bác mà mua về chế chấm kiểu chế để mua sắm ấy, thì để nhà dùng thì em thấy là ít ít hơn, chủ yếu là chế máy móc để bán thì các bác vẫn vẫn mua vẫn làm, chế đến chế nhà dùng thì thấy ít hơn nhé các bác. Quay sang bên này thì em có mấy cái bộ chân này nhé, có bốn bộ này em chồng lên nhau để nguyên đây. Nó kích thước của cái mặt này là 30 x 30 x 1 nhé các bác. Thì có thể em để giá 500k này đắt này, bác nào điện mặc cả em bán cho. Đó, em nhấc ra đây một cái này. Đó. Có thể là nó em bán cho các bác giá rẻ hơn nhé các bác, mỗi bộ em bớt cho 100k, còn 400k. Rất là đẹp này. Đó. Các bác này về kê loa nhé. Đấy. Em chỉ bán cho các bác kê loa thôi, còn các bác kê gì cũng được. Rất là đẹp nhé các bác. Đấy, các bác về các bác vệ sinh lại ra đó, phủ cho nó một lượt sơn bóng lên trên. Đó, sơn cái sơn bóng lên thì các bác nó vẫn giữ được nguyên cái màu mộc của nó và nó sẽ không bị han theo thời gian. Giá cái trụ này em, cái mâm này, cái khung này, em gọi là cái khung kê này, rất là đẹp. Là hôm nay em giảm giá xuống còn 400k nhé các bác. 400k một bộ. Đó. Quay sang bên này thì em có một loạt những cái bình này này. Cái bình này là em bán mà 1,7 triệu là nó bao gồm cả ấy nhé các bác. Cả 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 chân đế nhá, nhưng mà cái giá này là em để cả chân đế này. Thế còn không có chân đế thì là em bán giá là 1,5 triệu nhá. Đấy, cứ như này là em bán 1,5 triệu này. Thì bên trong cái bình này là nó bằng chất liệu inox 36 nhá các bác. Ở đây nó có cái chữ SUS 36 này. Bình có cái không nhá. Nhưng mà con này hiện tại nó đang mất gioăng nhé các bác. Nó đang mất gioăng, đâm ra con này không giao được. Đây. Em sẽ giao con khác nhé các bác. Em sẽ giao con có răng, con này đang bị mất răng này. Đó.
Đấy. Này nó chỉ còn phao thôi. Mất răng. Con này em bán giá 1,5 triệu nhé. Cái này thì em có khá là nhiều, em còn vài chục bình. Đó. Còn mấy chục cái cơ. 1,5 triệu một cái, các bác nào lấy cả chân đế thì em tính 1,7 triệu nhé. Hôm nào em tháo một hai cái nữa ra em view cho các bác. Còn cái bình này em bán 1,2 triệu này, cũng bằng inox dung tích 10 lít nhé các bác. Con này bình này là 10 lít. Kích thước bình của nó là dài 45, đường kính phi 17, cao 27 nhé, cao từ mặt đất lên đây là 27 này. Giá em bán là 1,2 triệu một bình nhé. Đó, các bác nhìn cái chân này. Cái chân này nó dày đúng 5 ly luôn nhé. Còn cái bình này thì em không biết nó dày bao nhiêu. Em nghĩ nó cũng phải dày tầm cỡ 5 ly. Rất là dày. Đó, giá em bán là 1,2 triệu cái bình này. Đó. Rất là dày nhé các bác. Đó. Quay sang bên này thì em có mấy cái trụ này nhé các bác. Em về được hai cái trụ này này. Đó, cái trụ này là nó cao cao 65 cm này. Này, đường phi này là phi 75 nhé các bác, phi 75. Đó, giá cái trụ này là em bán 500k này. Đó, em có một cái duy nhất thôi. Đấy. 500k cho cái trụ thép trắng này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đằng sau mặt lưng của nó là nó có cái lỗ này này. Nguyên bản là nó bắt máy là cái chỗ này để lùa dây điện ra nhé các bác. Đó, cái này tháo rời được nhá. Tháo rời được cái mặt này, mặt vuông này, xoáy 6 con ốc này ra tháo rời được. Nó chân này thì người ta hàn liền rất là đẹp này. Đó, phi này là phi 75, rất là lớn nha các bác. Giá 500k cái trụ này. Thế còn cái trụ bên này cũng phi 75 nhưng cái trụ này nó cao đến 70 cm này. Thì cái trụ này là giá là 550k. Hình thức hai cái giống nhau y đúc nhá. Cái này thì nó cũng có lỗ ở đây. Đấy, cũng rời và bắt rời tháo đây ra là ra nha các bác. Đó. Giá em bán là cũng 550k, nó cao hơn một chút. Một cái 65, một cái 70. Đó. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác mấy cái bình bình inox của MSC SMC này các bác nhé. Thì đầu tiên em giới thiệu cái bình nhỏ này. Cái này thì em có số lượng rất là nhiều. Đó. Bình này kích thước của nó là dài 66 cm này. Phi này là phi 20 nhé các bác, phi 20. Và đo em đo từ đất lên nó cao 31 cm này. Cái bình này em bán giá 1,8 triệu nhé. Hàng của SMC này. Đó. Của nó ghi ở đây nhé các bác. Đấy, Make in Japan đấy nhé các bác. Con này áp của nó thì nó chịu được 2 MPa nhé. 2 MPa thì nó sẽ tương đương với 20 kg nhé các bác. Bình này nó chịu 20 kg bình thường. Đấy. Thì trên đầu này nó có một cái đầu nối nhanh này, một cái đầu nối nhanh ở đây. Cái đầu nối nhanh này là của Hàn Quốc này. Đó, đầu nối nhanh này của Hàn Quốc nhưng mà khi em giao đi cho các bác em sẽ xoáy ra nhé, em xoáy ra em để lên đây cho các bác. Em để lên chỗ khe này cho các bác nhé, để tháo ra, mục tiêu của em là tháo ra để chuyển đi cho nó dễ đó. Này nó đóng hàng nó khó. Đó. Thì dưới gậm của nó nhé. Các bác nhìn cái mối hàn này. Đấy. Em không hiểu người ta dùng cái công nghệ gì mà người ta lại lại hàn ba mảnh vào nhau. Chỗ này thì là liền này. Đó, người ta dập kiểu gì liền được nhé các bác. Nhưng mà người ta lại hàn ở chỗ này, một khúc chỗ này một khúc. Đó, đây là có 6 cái chân ốc này để bắt đồ. Chỗ này là cái gen này là gen gen 21 này. Để em kẹp cho các bác nhé. Mét thước em để đâu mất rồi? Đây rồi. Đây nha các bác, thì cái này nó là gen 20 này, em dùng luôn con ốc inox gen 20 em đút vào đây là nó lỏng nhé. Đấy, nó lỏng này, lỏng luôn nhá. Thì cái này nó là gen 21. Đó, cái này là gen 21 nhé các bác. Đấy, gen 21 luôn này, loại gen cực kỳ phổ thông nhé các bác. Đó, thì bây giờ em cho các bác xem bên dưới này. Bên dưới thì nó có một cái rốn chờ như thế này nhé các bác. Một cái rốn chờ như thế này, cái đây người ta buộc lại rồi. Bình này thì đang không có gì bên trong cả. Thì bây giờ em đo kích thước cho các bác cái chân này. Cái chân này là bản inox dày 5 cm này.
Đó, bây giờ em bật ngửa ra một cái cho các bác xem. Đấy, người ta hàn, công nghệ hàn rất là xịn nha các bác. Đấy. Em không hiểu người ta dập được kiểu gì, người ta dập được cái này. Đó, rất là tài. Các bác nhìn cái mối hàn nó đẹp. Đẹp kinh khủng. Đấy. Hàn vảy cá, vảy 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 cá như thế này, nó gọi là hàn vảy cá nha các bác. Đấy, nó hàn bằng dây chuyền công nghiệp hay sao? Hàn đẹp như thế này. Dã man. Đó, cho các bác xem lại thông số một lần nữa này. Đó, cái con này thì nó đầy đủ hơn này. Đây, Aritac này. Mã của nó là VBAT20S 20S1 này. Max Press này là 2.0 MBA nhé. Tức là được 20 kg đó. Nhiệt độ hoạt động của nó từ 0 cho đến 20, được đến 75 độ C này các bác này. Sản xuất tại Nhật Bản nhé. Cái con này thì cái chữ sản xuất tại Nhật Bản thì nó hơi bị mờ. Đó. Con bình này dung tích là 20 lít nhé các bác. Đó, dung tích là 20 lít. Đấy, cái này thì em có số lượng nhiều. Thế còn cái con này. Con này thì em còn một con duy nhất này. Hôm nọ có 3 con thì bay hết rồi. Còn một con duy nhất. Con này là kích thước là dài 81cm này. Đường kính này là phi 25 nhé các bác. Con này là phi 25. Đó. Cao 36cm. Con này em bán giá 2,5 triệu này. Con này áp của nó cũng thế thôi nhé các bác. Cáp áp của nó cũng 2.0 MBA thôi. Nhiệt độ cũng hoạt động từ 0 cho đến 75 độ C. Con này là của nó là 0,038 mét khối này. Đó, nó tương đương với 38 lít nhé các bác. Đây người ta, con này người ta cũng ghi đây. Bây giờ này, 0,02 mét khối này. 0,020 mét khối. Đó, con này cũng 20 lít này. Con này là 38 lít này. Đó, bình 38 lít nha các bác. Con này cũng của sản xuất tại Nhật luôn này. Con này em bán 2,5 triệu. Em còn một cái duy nhất thôi. 2,5 triệu cho cái bình này nhé các bác. Đó, em còn một con duy nhất thôi. Thế còn cái này thì em có số lượng khá là nhiều. Loại này thì em có khoảng độ 20 cái. Đấy, loại này em có 20 cái nhé các bác. 1,8 triệu một con. Và em có cái con nó bị gãy chân ở ngoài này. Con này nó bị gãy chân như này nha, bác nào mua thì em bớt cho 300.000 để các bác hàn lại chân của nó đây. Đấy, bãi người ta mua về thế nào nó bị gãy chân nhưng mà em vẫn tiếc, em vẫn lấy, em bán rẻ cho các bác này. Đó, về các bác nắn ra các bác hàn lại cái là được nhé. Con này em bán 1,5 triệu. Đó, bác lấy con gãy chân được thì rẻ được mấy trăm nghìn. Tiếp tục giới thiệu đến cho bác cái, em về được một cái xe đẩy này, được một con duy nhất nha các bác. Đó, con này thì nó đẩy tứ phía được nha các bác, đẩy tứ phía được. Đó, tại vì cái bánh xe của nó này, bánh xe của nó là làm bánh xe xoay bốn hướng nhá các bác. Đó, bánh nào cũng xoay bốn hướng này. Đó, bánh nào cũng thế nhá. Đấy, đẩy lái rất dễ nhưng mà lái một tay thì hơi khó nhá. Cái này các bác lái hai tay, các bác lấy cổ tay các bác bẻ rất là dễ. Đó, thì con này kích thước của nó là em đo bao ngoài của nó là 68 x 68 này, có nghĩa là cái bàn này vuông luôn nhá. Đấy, mặt trên này là vuông luôn. Nó cao là 82cm lên mặt này. Cao 82cm. Đó, nó có một cái tay cầm ở đây để đẩy này. Đó, cao 82cm. Em quay xa xa một chút cho các bác nhìn. Đó, sau đó nhìn tổng thể trước nhá. Đó, con này thì nó nặng lắm. Nó cấu tạo hoàn toàn bằng khung hết nhá các bác. Khung này là khung inox 3x3 nhá các bác. Đó, 3 tầng luôn. Và cái tầng cuối cùng thì người ta lại không làm tịt, mà ta lại làm cao lên một chút này các bác này. Đấy, bây giờ em sẽ đo. Đây cái khung này nhé các bác, khung này là khung 3x3 này, vuông 3x3. Đó, cái mặt bàn này người ta uốn xuống nó cũng giả 3x3 luôn nhé, nhưng mà nó không có khung. Đó, thế còn cái tay này, tay này là phi 27 nhé các bác. Đó, cái này tay này là phi 27 này. Đó, thì bây giờ em sẽ đo từng tầng một nhé các bác. Cái tầng đầu tiên từ dưới đất lên là nó cao 26cm này. Đó, cao lên cái tầng thứ hai này thì là 54cm này các bác này, 54cm. Và khoảng sáng của cái gầm đầu tiên sang tầng thứ hai là 25. Đó, khoảng sáng tầng thứ hai lên tầng thứ ba
nó có là 24,5 nhé các bác, 24,5. Cái này thì là 25 đó, khoảng sáng này thì khoảng sáng này, này rộng hơn bên này một một chút, khoảng độ gần một gần nửa phân đó, rất là đẹp, 3 tầng đấy. Khung thì bằng inox 3x3, mặt thì cũng bằng inox hết nhé các bác. Đó, cái này thì nó bằng inox 304 hay sao ấy. Vừa nãy em có lau lau qua em có nhìn thấy cái chữ 304 ở cái khung đâu ấy. Bây giờ em sẽ lật lên cho các bác xem nhé. Đó, em sẽ lật lên cho các xem bánh xe và xem những cái thứ khác. Đó, em lật lên rồi. Thì để em cho các bác xem này, thì trên bề mặt của nó là nó có cái chữ này. Tầng 3 để IC bẩn chờ rửa, tầng 2 để hàng biến màu chờ rửa, tầng 1 là để hàng ok hàng chờ chạy đó, người ta có ghi thế nhé các bác. Ở đây nó em thấy nó đẹp đẹp, em chưa có bóc, kệ về các bác bóc đó. Thì đây này các bác này, riêng cái tầng trên cùng là người ta có xì thêm một cái khung, một cái hộp nữa vào đây. Thế còn lại là cái mặt là người ta uốn nó hình chữ U vào như người ta hàn vào đó. Cái mặt thứ hai này cũng thế này, nhưng mà không có cái khung đỡ giữa. Cái thứ ba này cũng thế, không có khung đỡ giữa, nó chỉ có một cái trên mặt này là có một cái khung này đỡ giữa này. Đấy, cho nó tăng thêm độ chắc, nhưng mà nó cũng rất là chắc chắn rồi đó. Thì chân đế đây nhé các bác, chân đế đây cũng hoàn toàn một inox thôi, chỉ có bánh xe này, bánh xe này là bằng sắt thôi. À đúng rồi, bánh xe này bằng sắt nhé. Bánh xe này thì quay được 360 độ và có khóa luôn. Đấy, khi khóa lại là nó cứng đét luôn nhé các bác, cứng luôn, nó không xoay được nữa. Mở ra thì nó vẫn xoay bình thường. Đấy, các bác nhìn kỹ nhé, khi khóa lại là nó có cái này nó chồi vào này, em phải bật cam lên. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, khi khóa lại này, đây nó đang quay như này nhé, khóa lại cái này nó ấn xuống này. Đó, các bác nhìn thấy chưa, đấy nó mắc nhá, nó mắc luôn này, không xoay được, phải nhả ra thì nó mới, đấy, nhả ra nó tụt xuống này. Đó, rất là hay, người ta thiết kế cái cơ khóa rất là đẹp. Cái bánh này thì không biết lý do gì nó cứ dính sơn nhé, về em chả thèm vệ sinh nữa, cạo đi nhìn nó xấu, kệ nó không sao đâu. Sơn vào nhiều khi nó lại còn kiểu như nó tăng độ bảo vệ ấy các bác, nó ở dưới gậm này thì nó chả xấu đẹp gì, tầm này em không cạo kệ nó, kiểu như quá trình người ta đẩy đi đẩy lại ấy, nó dính vào cái chỗ bãi 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 sơn hay thế nào ấy, nó có dính tí sơn ở đây này. Em cứ để nguyên đó. Đó, khung bên dưới khung như này nhé các bác. Đấy, em cái xe này em quay hơi kỹ một chút. Đó, bây giờ cho các bác xem lại giá nhé, để em lật lên cho các bác xem lại giá. Đó, giá con xe này, nhắc lại kích thước này, 68 x 68 x 82, có nghĩa là nó cao 82. 68 x 68 này em không đo cái tay này đâu nha các bác, cái tay này chắc khoảng độ 13-14 phân nữa. Đây đo luôn cho bác cái tay này, cái tay này nếu mà kích thước em đo cái mặt bàn này nhé, cái tay này nó thò ra 10 phân nữa này là 78 nhé. Đó, 68 x 68 là cái mặt này thôi, cao 82 cm, giá em bán là 2,2 triệu. Đó, em có một con duy nhất thôi. Đấy, nên về được một con. Đó, giá 2,2 triệu nhé các bác, không tính cái tay tay cầm. Quay sang bên này là cái phễu này nè. Đó, giá 3,5 triệu này, kích thước em có ghi đây rồi, 71 x 71, cao 100, giá 3,5 triệu. Đó, toàn bộ bằng inox 304 hết, rất là xịn. Còn nắp đây nhé các bác, nó có một cái lỗ đây. Đó, cái lỗ này để về các bác bịt lại để các bác nhìn bên trong. Bên trong này rất là đẹp nha các bác, nắp đậy hàng siêu đẹp luôn. Đó, giá 3,5 triệu cái phễu này. Đây là một cái máy rửa tay này, em không view nữa nha các bác. Đó, rất là đẹp, em gọi là cái máy rửa tay nặng 75 kg này. Bác nào xài con này không, em có 3 con thì em bán được một con rồi, còn 2 con nữa. Đó, nay không view nữa, để khả năng lần sau em sẽ lại view con này nhé. Đó, ngoài ra khay em vẫn còn khá là nhiều nhé các bác, một đống khay như này, hôm nay định không view. Đó, cái khay màu xanh chanh lơ lơ này này, giá 35.000 này.
Cái khay màu này thì là 40.000 này. Đó. Còn cái khay màu vàng gấp kia của Hàn Quốc kia. Đó, thì là giá 150.000. Đó, em còn khá là nhiều. Còn một đống này nữa, không biết là mấy thứ được bao nhiêu cái. Mà khá là nhiều. Để xếp gọn vào đây. Đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Video của em hôm nay đến đây là hết. Bác nào mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên góc trái màn hình đây nhé các bác. Zalo cũng được, mà điện thoại cũng được. Đó, và cuối cùng là em chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai.